Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, hôm nay 28 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức gửi Liên đoàn Bóng Đá Việt Nam đề xuất danh sách tập trung của đội tuyển U22 Việt Nam tập trung đợt thứ 3 ở trong năm 2020. Theo đó thì tại đợt tập trung này, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập hợp tổng cộng là 33 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, 9 hậu vệ, 14 tiền vệ và 6 tiền đạo. Trong số 33 cầu thủ được huấn luyện viên Park Hang-seo điền tên vào danh sách tập trung thì chiếm đa số là những gương mặt đã hội quân từ đợt tập trung lần thứ hai hồi tháng 8 vừa qua. Một số tân binh đáng chú ý đã góp mặt trong danh sách của huấn luyện viên Park Hang-seo có thể kể tới, đó là thủ môn Trần Liêm Điều của câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định, hậu vệ Đặng Tuấn Nghĩa của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, Nguyễn Trọng Hiếu của câu lạc bộ Hải Phòng, Nguyễn Thanh Bình của câu lạc bộ Bình Định và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng của câu lạc bộ Sài Gòn. Nổi bật trong số này đó là chân sút Võ Nguyên Hoàng được xem là chân sút triển vọng của bóng đá Việt Nam. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất trong danh sách U22 Việt Nam mang tên Đoàn Văn Hậu. Ở đợt tập trung lần trước thì huấn luyện viên Park Hang Seo cũng từng giải thích rằng ông muốn gọi nhiều tân binh để thử nghiệm và hiểu rõ năng lực của các học trò. Văn Hậu là tuyển thủ quốc gia có đẳng cấp không thể tranh cãi cho nên không cần góp mặt trong những đợt tập trung như thế này. Ngoài Văn Hậu, nhiều cái tên đáng chú ý trong lứa tuổi U22 vẫn được triệu tập tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Toản của câu lạc bộ Hải Phòng, Nguyễn Hai Long của Quảng Ninh, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Văn Xuân của câu lạc bộ Hà Nội, Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung của câu lạc bộ Viettel chính là những cái tên chất lượng của U22 Việt Nam. Để cho phù hợp với lịch thi đấu V-League và giải hạng nhất, U22 Việt Nam sẽ chia làm 3 nhóm và tập trung thành 3 thời điểm khác nhau. Nhóm 1 gồm có 23 cầu thủ hội quân từ ngày mùng 2 tháng 11. Nhóm 2 sẽ hội quân vào ngày mùng 3 tháng 11 và những người còn lại sẽ hội quân hôm mùng 9 tháng 11. U22 Việt Nam sẽ tập buổi đầu tiên vào chiều ngày mùng 2 tháng 11 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Đến ngày 16 tháng 11 thì các cầu thủ sẽ trở về câu lạc bộ, hầu hết sẽ dự vòng loại và vòng chung kết U21 quốc gia diễn ra vào tháng 11 và tháng 12. U22 Việt Nam sẽ tập trung trở lại từ ngày 20 tháng 12 tới ngày 28 tháng 12. Hai đợt tập trung nằm trong kế hoạch chuẩn bị của U22 Việt Nam để hướng tới vòng loại U23 châu Á 2022, Sea Games 31 ở tại Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất kỳ vọng là lứa cầu thủ này sẽ giúp cho Việt Nam bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Sea Games 2021 ở trên sân nhà. Hai tờ nhật báo thể thao hàng đầu của Thái Lan là Siam Sport và SMM Sport đã đưa ra những thống kê về thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia nước này ông Akira Nishino, thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan, là chuyên gia mang đến vận đen cho các đội bóng ở Thái Lích. Theo như thống kê, trong ít tháng qua, thì huấn luyện viên Akira Nishino đã đi vi hành để tuyển quân qua 11 trận ở Thái Lích. Trong số này thì có tới 8 lần chủ nhà bị bại trận, 2 lần kết thúc với tỷ số hòa và một trận buộc phải đá lại do sự cố. Chưa có đội chủ nhà nào ở Thái Lích giành được chiến thắng khi có sự xuất hiện của chiến lược gia người Nhật Bản. Đội bóng của thủ thành Văn Lâm, Muang Thông United cũng chính là một trong những đội bóng đen đủi đó. Khi mà ông Akira Nishino đến sân của Muang Thông United để dự khán, đội bóng của Văn Lâm chỉ có thể có được một trận hòa không bàn thắng trước câu lạc bộ Prakan. Một lần khác thì huấn luyện viên người Nhật Bản đến sân của Pat để xem trận Muang Thông United đối đầu với Park Authority thì trận đấu đã không thể diễn ra. Ngoài nhiều đội bóng như là Park Authority, Bangkok United, Polistero, Chiang Rai United, Samut Prakan, Chonburi FC thường xuyên nhận thất bại khi mà huấn luyện viên Akira Nishino có mặt ở trên khán đài để theo dõi họ thi đấu. Điều này được cho là khá giống với trường hợp của Bầu Đức ở Việt Nam. Nhiều trang mạng xã hội đã cho rằng Bầu Đức được cho là mang tới vận đen cho tới câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai bởi mỗi lần mà ông dự khán theo dõi thì những trận đấu ấy là y như rằng Văn Toàn và các đồng đội lại bại trận trước các đối thủ. Thậm chí khi Bầu Đức tới dự khán theo dõi các đội tuyển quốc gia và U22 Việt Nam thì các đội bóng này cũng chủ yếu là hòa và thua trước các đối thủ ngang cơ. Do đó, bầu Đức cũng hạn chế tới sân để trực tiếp theo dõi các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai thi đấu ở V-League cũng như là những giải đấu quốc tế trong màu áo U22 và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thay vào đó, ông bầu phố núi lựa chọn hình thức ở nhà theo dõi trận đấu qua truyền hình với người bạn thân thiết là bầu thắng Thông tin từ tờ New Straits Times của Malaysia cho biết rằng Liên đoàn bóng đá Pahang mới đây đã ra án phạt cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 2 năm đối với tiền vệ Sumare. Cầu thủ gốc Gambia mới chuyển đến chơi cho câu lạc bộ Tero của Thái Lan hồi tháng 9. Tuy nhiên, cách mà Sumare rời khỏi câu lạc bộ Pahang lại diễn ra không mấy êm đẹp. Liên đoàn bóng đá Pahang đã cho biết rằng cầu thủ gốc Gambia này đã vi phạm vào 4 quy định trong điều khoản hợp đồng với câu lạc bộ Pahang. Các quy định mà Liên đoàn bóng đá Pahang đã nhắc đến bao gồm là Sumare đã đưa ra các tuyên bố báo chí mà không có sự đồng ý của Liên đoàn này, đưa vấn đề lên phòng giải quyết tranh chấp của FIFA mà không thông qua phòng giải quyết tranh chấp của Liên đoàn bóng đá Malaysia, không tham gia tập luyện với câu lạc bộ Pahang từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 8, không tham dự các trận đấu tại giải vô địch quốc gia Malaysia giữa câu lạc bộ Pahang và câu lạc bộ Johor Darul Tazim vào ngày 28 tháng 8. Trước đó thì Sumare cho biết là anh căn cứ vào một số điều khoản trong hợp đồng để được phép rời đi và xin FIFA cấp giấy chứng nhận chuyển nhượng quốc tế tạm thời để gia nhập câu lạc bộ Polistero của Thái Lan. Truyền thông của Malaysia cho biết là vẫn còn phải chờ xem rằng liệu án phạt cấm thi đấu 2 năm của Liên đoàn bóng đá Pahang đối với Sumare có ràng buộc pháp lý hay không. Tuy nhiên với vụ lùm xùm này thì không loại trừ khả năng cơ hội lên đội tuyển của Malaysia của Sumare sẽ bị ảnh hưởng. Đáng chú ý là ở trận đấu tiếp theo tại vòng loại World Cup 2022, Malaysia sẽ đối đầu với Việt Nam. Việc đối thủ không có Sumare ở trong đội hình sẽ là lợi thế lớn cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Sumare là cầu thủ gốc Gambia nhập tịch vào Malaysia và anh bắt đầu lên chơi cho tuyển quốc gia nước này từ năm 2018, đã ra sân 19 trận, ghi 6 bàn thắng. Với riêng tuyển Việt Nam thì Sumare đã đối đầu tới 4 lần lần đầu anh gặp Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2018 và cùng với đội nhà thua 0-2, đấy là trận mà tuyển Việt Nam đã nhường thế trận tấn công cho đối thủ. Thế nhưng mà Sumare và đồng đội đã không ghi được bàn nào trong khi mà liên tục thủng lưới. Đến trận thứ hai thì Malaysia tiếp đón Việt Nam ở Chung kết lượt đi AFF Cup 2018, hai đội đã hòa nhau hai đều và đó là trận đấu mà Sumare đã chơi tốt hơn hẳn. Tờ Goal đã đánh giá anh đạt được 7 trên 10 điểm với nhận xét rằng. Rõ ràng là cầu thủ cánh trái này có vấn đề về thể lực Nhưng anh ta vẫn rất nỗ lực trong các pha đi bóng Vượt qua được hậu vệ đối phương và sộc sâu vào vùng sân của Việt Nam để tấn công Anh là cầu thủ Malaysia duy nhất có đủ sự tự tin và khả năng kỹ thuật để làm được điều ấy Trước trận lượt về ở trên sân Việt Nam Sumare đã từng tuyên bố rằng Chúng tôi công nhận tuyển Việt Nam có hàng thủ vững chãi ở vòng bảng khi mà không thủng lưới một lần nào. Thế nhưng trận chung kết lượt đi, chúng tôi đã chứng minh rằng hàng phòng ngự Việt Nam không phải là quá chắc chắn như trước. Sau khi đối đầu với họ hai lần, chúng tôi biết rõ điểm yếu của họ là không thể chơi bóng trong áp lực. Tôi hy vọng rằng đồng đội sẽ làm việc cật lực để cho tuyển Việt Nam không thể cầm bóng quá nhiều. Cùng với đó là các tiền đạo của chúng tôi sẽ tung ra những pha dứt điểm như là trong trận chung kết lượt đi. Lần này anh vẫn có những pha đi bóng gây đột biến, thế nhưng lại không đủ để tạo nên bàn thắng. Trung cuộc thì Malaysia đã thua cuộc 0-1 và Việt Nam đã lên ngôi vô địch với tổng tỷ số sau hai lượt trận là 3-2. Đến ngày 10 tháng 10 năm 2019, Sumare cùng với Malaysia làm khách trước Việt Nam và lần này là ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội khách đã thêm một lần nữa thất bại 0-1, Sumare không thể hiện được quá nhiều. Dù vậy thì kỹ thuật, tốc độ, khả năng càn lướt và dứt điểm của Sumare vẫn luôn là điều khiến cho thầy Park phải đặc biệt lưu tâm mỗi khi gặp Malaysia. Sumare và những cầu thủ nhập tịch khác của những chú hổ thật sự là khiến cho huấn luyện viên người Hàn Quốc phải lo lắng. Trận đấu với Malaysia là quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam Tôi có vài mối lo cho trận đấu này. Thứ nhất là Malaysia đã có 4 cầu thủ nhập tịch và mới đây vừa mới nhập tịch thêm 3 cầu thủ nữa. Thứ hai là sân Bukit Jalil của họ có sức chứa lên tới 80.000 khán giả. Sân thiết kế kín cho nên là khi cổ động viên Malaysia hò hét cổ vũ âm thanh sẽ rất lớn và điều này sẽ tạo áp lực cho các cầu thủ Việt Nam. Chúng tôi đã từng thi đấu ở trên sân này ở AFF Cup 2018 cho nên biết rất rõ. Theo như huấn luyện viên Park Hang-seo thì điều quan trọng nhất là đội tuyển Việt Nam phải chuẩn bị tốt cho chính mình. Tuy nhiên nếu như đối phương tự suy yếu đi thì cũng chính là điều kiện rất tốt để cho chúng ta chiến thắng. Đừng coi nhẹ Sumare bởi vì anh ấy chưa từng thắng Việt Nam. Hãy nhớ rằng chính cầu thủ này là người ghi bàn quyết định để cho Malaysia đả bại Thái Lan 2-1 cũng ở tại vòng loại World Cup 2022, trong khi Việt Nam hai lần đều chỉ hòa voi chiến với tỷ số 0-0. Trong một ngày dở rời với phong độ cao, Sumare có thể xuyên thủng mảnh lưới của Văn Lâm lắm chứ. Cho nên là việc Malaysia có thể thiếu anh khi gặp Việt Nam thì quả là tin không thể vui hơn cho huấn luyện viên Park Hang Seo và các học trò. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dũng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.